Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của em Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay và ngày hôm nay thì cửa hàng em Huyền Audio lại về được cho toàn thể bác, đó là dòng sản phẩm mang tên thương hiệu là gì đây. Và đây là một trong những dòng sản phẩm của châu Âu và với những phiên bản mới nhất hiện nay thì ngày hôm nay thì bên cả hàng bên em Huyền Audio sẽ chính thức review cho toàn thể các bác xem và cũng như được trải nghiệm với những dòng sản phẩm mà từ trước kia thì các bác chỉ được sở hữu, đó là dùng hàng bãi. Và ngày hôm nay với tên thương hiệu, hàng chính hãng nhập khẩu và mang công nghệ của Tây Ban Nha thì em cùng các bác sẽ đi vào sâu để xem tất cả các mặt hàng của JD, nó mang tầm cỡ châu Âu và nó là đẳng cấp đến như thế nào thì em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm các bác nhá. Thì điều đầu tiên thì với dòng sản phẩm hàng thương hiệu của JD thì em sẽ review cho toàn thể các bác, đó là một chiếc quản lý nguồn, hay còn gọi đó là một thiết bị bảo vệ nhé các bác nhá, bảo vệ bộ dàn karaoke mang tên là thương hiệu là JD, mã của KP101. Và đây nó trong những dòng sản phẩm rất là đẳng cấp, đúng không ạ? Và đây là chiếc quản lý nguồn, đây là quản lý nguồn số các bác nhé, số các bác nhé. Thì em sẽ có một cái video để hướng dẫn cho tất cả mọi người là xét cái con quản lý nguồn này. Đấy, nó cái con quản lý nguồn này nó đòi hỏi cái sự tò mò rất là ok cho toàn thể các bác. Con này thì nó có 8 cổng ở phía đằng sau và 2 cổng phía đằng trước, và tất cả các cổng thì đều được là chân cắm đồng 100%. Và điều đặc biệt đây, soi cho toàn thể các bác nhìn về cái dây nguồn của nó cũng độc và lạ các bác nhá. Nhìn này, đồng 100% nhá các bác nhá. Đấy, thì với dòng sản phẩm quản lý nguồn như thế này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp giá cho cửa hàng bên em. Đấy, thì đây là một trong những dòng sản phẩm của loa BSS các bác nhá, mang tên thương hiệu hàng chính hãng của BSS, và đây cũng là một trong những dòng sản phẩm hàng chính hãng. Và với dòng sản phẩm này thì nó cùng một công ty của GIA, JD các bác nhá, nó gọi là JD sản xuất ra. Đấy, thì mang tên, lấy tên thương hiệu là BSS. Nói chung là hai phân khúc này thì nó cũng tương đồng với nhau thôi. Đấy, thì với những thiết kế, những đôi loa rất là đẳng cấp và xứng đáng đồng tiền các bạn để các bác đầu tư ra. Và với dòng sản phẩm này thì nói thật sự các bác là hiện tại là bên cả bên em đang cam kết với toàn thể các bác, nó là hàng chất và nó là hàng châu Âu, nó là hàng đẳng cấp các bác nhá. Đấy, thì JD hay là BSS thì nó mang tên thương hiệu tên thương hiệu là công ty đăng ký rồi. Và với dòng sản phẩm này thì được công nghệ của Tây Ban Nha nhé các bác nhá. Tất cả các linh kiện của Tây Ban Nha sản xuất ra một chiếc sản phẩm loa đẩy vang mic. Đấy, thì ngày hôm nay thì với một cái cấu hình combo như thế này thì bên cửa hàng em Huyền Audio sẽ kết hợp đó là một bộ mic JD Audio M8 các bác nhá. Đây, mic bóng đèn rất là đẹp này. Đấy, mic bóng đèn này các bác nhìn này. Nhìn thôi thì các bác cũng đã biết nó là hàng chất rồi, đúng không ạ? Đấy, một con vang số JD K10 các bác nhá. Đấy, một chiếc quản lý nguồn và một cục đẩy Laporin 3 kênh và một cục súp BBS. Đấy, với một các cái cấu hình ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng đã sẽ lên giới thiệu sơ qua về chi tiết cho toàn thể các bác. Với những cấu hình combo như thế này thì anh em có thể chơi với tầm cỡ đẳng cấp các bác nhá. Đấy, rất là hay. Thì em cũng sẽ cùng các bác những các cái video sau thì bên cả bên em sẽ review làm sao cho nó ok hơn. Đấy, thì với cái video ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng sẽ lên chỉ giới thiệu sơ qua về một số các cái mặt hàng của JD. Thì hiện tại là JD thì nó vẫn chưa được hoàn thiện về các cái đẩy, bởi vì là hàng nó có rồi nhưng mà chưa chuyển được về tới tại Việt Nam, bởi vì là trong thời gian vừa qua thì dịch dạt, cái đường vận chuyển nó hơi khó khăn một chút. Thì em cũng lên giới thiệu sơ qua là một vài mẫu hiện tại là bên cửa hàng bên em đang có, và bên cửa hàng bên em cũng nói luôn là đang làm đại lý phân phối cấp 1 chính thức tại Hưng Yên các bác nhá. Đang là đại lý phân phối cấp 1 chính thức tại Hưng Yên, và anh em đại lý
cấp 2 có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em, và bên cửa hàng bên em sẽ phân phối cho những anh em với những sản phẩm chất lượng tốt của JD. Đấy, hiện tại là JD thì anh em cũng đã biết về các cái một số các hàng mặt hàng bãi với những các cái đôi loa lên mười mấy triệu một cặp. Đấy, thì nó là hàng châu Âu cho nên là cái giá tiền thì cũng đi kèm theo cái chất lượng, đúng không ạ? Thì bên cả bên em cũng bán rất là nhiều các mặt hàng rồi, thì ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng sẽ lên để review sơ qua về các cái sản phẩm của JD, làm sao cho để nắm bắt truyền tải tới người dân biết về cái sản phẩm của JD. Hiện tại JD đang làm mưa làm gió trên thị trường với những chất lượng hoàn hảo các bác nhá. Giờ các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho em Huyền Radio một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh của bên em nhé. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em nhé.